Xin chào quý khán giả thân yêu của Việt Quốc Channel. Bản tin chính ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị có nội dung như sau. Vợ Ngô Xuân Lịch bị bắt cóc, phía nào ra ra tay? Thưa quý vị và các bạn, Ngô Xuân Lịch là con người thông minh, cũng rất gian, nhưng ông ta cũng có cái giải lớn, đó là tuyển vợ vào đường dây gián điệp mà ông ta là một mắt xích. Không biết ông Lịch có yêu vợ mình hay không, nhưng rõ ràng với cách làm như vậy, chẳng khác nào ông hại đời vợ ông. Giờ này, vợ ông Ngô Xuân Lịch đang nắm những bí mật quân sự quan trọng mà cả tổng cục hai và cục tình báo hoa nam để muốn bắt bà vợ ngô xuân lịch là một người phụ nữ đã cung cấp hàng loạt những tin tức tình báo do gián điệp hoa nam cải cắm cho thượng tướng phan văn giang khá quý vợ chồng hoạt động gián điệp hoa nam và bóng ngô xuân lịch dường như đã không hề biết về hoạt động của chồng mình trong suốt quãng thời gian bên nhau tuy nhiên hai người con của ông lại là, là những trợ thủ đắc lực cho ngô xuân lịch trong việc cung cấp các thông tin tình báo phân loại phân tích và đưa ra các hành động mang tính bán nước cho tàu cổng Điều này đã khiến cho thượng tướng Phan Văn Giang vô cùng vấn nổ và kiên quyết bắt bằng được hai người nêu tin. Tuy nhiên, vào quán bố chiến lịch là không có những hành động như vậy. Cô đã rất tích cực hợp tác với thượng tướng Phan Văn Giang và lực lượng tình báo tổng cục 2 để tiến hành cung cấp những thông tin có liên quan cho phía ông Phan Văn Giang và từ đó đưa ra đối sách phù hợp trước những hành động phá hoại do gián điệp Trung Quốc thực hiện và đang ngày đêm tàn phá Việt Nam trong bối cảnh hiện nay như chúng ta đã biết các phương tiện thông tin đại chúng tại Việt Nam dường như đã trở nên im lặng trước hành động mang tính đồng trời như vậy cũng là một điều dễ hiểu như chúng ta đã biết các phương tiện thông tin đại chúng tại việt nam dường như đã trở nên im lặng trước hành động mang tính đồng trời như vậy cũng là một điều dễ hiểu vì điều này thuộc loại nhạy cảm đến quan hệ quốc gia và an ninh quốc gia đặc biệt là an ninh tại việt nam cho nên các phương tiện truyền thông của việt nam vẫn im mới lặng tiếng là muốn giữ thời diện cho nhà nước việt nam mà thôi vẫn chưa có những cải chính hay chưa có những lên tiếng từ các phương tiện này Điều đó chứng tỏ rằng trên mạng xã hội lan truyền tin tức như trên là hoàn toàn có căn cứ chứ không phải là tin khơi. Vào giờ phút này đây, rò một số thông tin cho rằng vợ ông Ngô Xuân Lịch là mục tiêu số một mà phía gián đẹp Hoa Nam cần phải tiêu diệt. Đây là một trong những bằng chứng khiến cho Trung Quốc ngày càng trở nên mất ăn, mất ngủ hơn vì cô này sẽ cung cấp thêm nữa và đưa ra những biểu hiện móng ngô chân lịch đã sơ hở trong thời gian hai người sống như vợ chồng. Bên cạnh đó, được sự cảm hóa của Thượng tướng Phan Văn Giang cũng như biết tin chồng có vợ bé và con riêng khiến cho vợ ông Ngô Xuân Lịch vô cùng phẫn nộ. Động cơ này cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho cô kiên quyết nộp cho ông Phan Văn Giang những tài liệu liên quan về những kẻ đang gây tội ác hàng ngày trên đất nước Việt Nam thông qua các vỏ bọc khác nhau. Từ doanh nhân thành đạt, các quan chức chính phủ cho đến những tiểu thương buôn bán đều có thể được cài cắm là gián điệp Hoa Nam. Đây chính là một trong những bài học cảnh tình cho những gã bán mình cho tàu cộng. Quay trở lại vấn đề tình báo Hoa Nam thông tin cho hay rằng thượng tướng phan văn giang đã có những động thái nhằm bảo vệ cho bà vợ ông ngô xuân lịch trước những đòn trả thù do lực lượng của ông ngô xuân lịch hoặc lực lượng tình báo hoa nam nhắm vào thế nhưng do sự trực quan khinh địch và lực lượng mỏng cũng xem tường quyết tâm của nhóm gián điệp hoa nam thượng tướng phan văn giang đã rơi vào một trạng thái vô cùng bất ngờ khi vào sáng ngày hôm nay tin tức rò rỉ cho hay rằng vợ của ông ngô xuân lịch đã chính thức bị nhóm gián điệp trung quốc bắt giam và đặc biệt là đưa về trung quốc tìm cách trả thù Điều này khiến cho Việt Nam vô cùng phấn nổ và tìm cách truy lùng theo các thông tin rò rỉ. Thì đích thân tập cận bình ra lệnh cho nhóm gián điệp Hoa Nam tìm cách thực hiện thủ tiêu bà vợ ông Ngô Xuân Lịch. Kế hoạch này không biết được thực hiện đến đâu, nhưng lính của tình báo tổng cục khai đang tiến hành truy soát và bung ra 100% để tiến hành điều tra trên tất cả các hướng. Thông tin về việc ông Ngô Xuân Lịch đang ngày trở nên rõ nét trên các phương tiện mạng xã hội về những hoạt động của ông ta liên quan đến tình báo Hoa Nam. Thì trên khu vực biển Đông Trung Quốc đang giao rết thực hiện hàng loạt các hành động gây hại, gây nguy hại cho an ninh quốc gia của Việt Nam. Từ đó, để dễ bề có thể kiểm soát, thao túng Việt Nam trên khu vực Biển Đông. Năm 2021 là năm chính quyền Mỹ có rất nhiều thay đổi lớn, rất nhiều chuyên gia về chính sách đối ngoại đã được đưa ra, đề xuất và dự đoán chính sách của chính quyền Biden. Trong đó có một chủ đề nổi bật là chính sách của Mỹ Trung, đặc biệt là trên khu vực Biển Đông, nơi căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang ngày càng gia tăng. Nhà phân tích chính sách hàng hải là ông Mark Vailant, một nhà bình luận và tư vấn chính trị trên trang Á Châu vào ngày 23 tháng 12 năm 2020 đã đưa ra một kịch bản biến động từ năm 2021 tệ nhất cho đến tích cực nhất, từ ít khả năng xảy ra nhất dễ thời hiện thực nhất. Thứ nhất, liệu có khả năng xảy ra chiến tranh do xung đột Biển Đông hay không? Theo nhà nghiên cứu lần kịch bản tệ hại nhất nhưng có ít khả năng xảy ra nhất là chiến tranh Washington và Bắc Kinh đang mắc kẹt trong cuộc đấu tranh dài hơi để tranh giành quyền thống trị ở khu vực châu Á và Biển Đông quân đội Trung Quốc và Mỹ đang tham gia và phô trương lực lượng gần như liên tục, đôi khi mang tính cạnh tranh trong khu vực này. Một số người cho rằng những mâu thuẫn đôi bên sẽ sớm được tiến hành chiến tranh, xung đột diễn ra chắc chắn có thể xảy ra. Bắc Kinh đặt ra một thách thức rất lớn, tập đoàn hải quân của Trung Quốc ở Biển Đông đã nhanh chóng, đã đến tiến bộ trong việc áp dụng công nghệ quân sự tại vùng biển nêu trên. Điều thứ hai, một công tác viên của chương trình châu Á-Thái Bình Dương tại Viện Chatham House tác giả có bị đồng cuộc đấu tranh quyền lực tại khu vực châu Á cho biết Mỹ vẫn có lợi thế về công nghệ nhưng Trung Quốc ngày càng nghĩ rằng họ có thể sánh với Mỹ thì càng tiến gần để đối đầu Hoa Kỳ. Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đẩy mạnh giới hạn chịu đựng với Trung Quốc tới các chiến dịch tự do lưu thông hàng hải nhằm công khai thách thức các yêu sách hàng hải bất hợp pháp của Bắc Kinh. Không những vậy, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc, Mỹ vẫn luôn duy trì hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát trong vùng biển và dưới mực nước biển trong khu vực gần bờ của Trung Quốc. Hoạt động này phản ứng tất yếu của Trung Quốc đã dẫn đến một loạt các sự cố quốc tế. Theo nhà nghiên cứu vài lần, nếu hai bên tiếp tục như vậy sẽ dẫn đến những tính toán sai lầm và có nhiều tai nạn. Nhưng theo chiến lược mới của Hải quân Hoa Kỳ, các tàu của họ sẽ chấp nhận những rủi ro chiến thuật có tính toán và quyết tâm hơn trong việc hoạt động thường ngày. Những đối đầu và xung đột dần rộng khó hơn có thể xảy ra trong ngắn hạn. Cả hai bên đều giữ được cái đầu lạnh. Hiện tại, Trung Quốc sẵn sàng cho một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn đối với Mỹ và các đồng minh của Washington, còn Mỹ thì đang phân vân vì những khó khăn trong nước và những điểm nóng khác ở ngoài nước. Cả hai dường như đã phát triển một mô hình hoạt động để tránh những kịch bản xấu nhất xảy ra, kịch bản sáng sủa hơn một chút là hai bên đã tránh đối đầu và xung đột tại Biển Đông. Nhưng tiếp tục các chính sách và chiến thuật như hiện tại trong ngắn hạn, đây là kịch bản có rất nhiều khả năng xảy ra nhất. Mỹ Trung tiếp tục có những bất đồng luận điều hiếu chiến và hoạt động có tính chiến lược về chính trị và quân sự một phiên bản khác của kịch bản này là môi trường chính trị tại khu vực đi kèm theo đó là những thất bại chẳng hạn như việt nam để đơn khiếu nại trung quốc trở trên các điều khoản giải quyết tranh chấp và không còn và không còn công ước liên hợp quốc về luật biển và quan hệ giữa hà nội và bắc kinh đang ngày càng xấu đi kèm theo đó là cuộc đụng độ giữa lực lượng của quân dân tự vệ biển của đôi bên các bên đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở trung quốc asean đổ vỡ giữa sự can thiệp và thái độ ngoan cố của trung quốc nhưng cũng có những kịch bản tốt hơn trong tương lai, trong tương lai với Bắc Kinh như Anthony Balliser, Duke Sullivan, hai nhân vật được Tổng thống đã cử John Biden đề cử làm Ngoại trưởng và Cố vấn Quốc gia đã từng phát biểu rằng có thể tạo ra một kịch bản hòa bình và sự ổn định được củng cố hai bên tái lập, càng thiện thông tin liên lạc giữa quân đội hai nước để không bên nào bất ngờ, để không bên nào bất ngờ hoặc bị đe dọa đến mức nổ ra xung đột. Đây là những bước tiến nhỏ nhưng quan trọng về lâu dài sẽ tạo ra một cơ hội lớn hơn về mặt chiến thuật. Trung Quốc hạn chế chiếm đóng xây dựng và quân sự hóa các khu vực mà họ tuyên bố chủ quyền, cam kết không thực hiện bất kỳ hoạt động khiêu khích nào, cũng như chiếm đóng, xây dựng trên bãi cả Scarborough, không quấy rối các biên tranh chấp tại Bắc Kinh trong khu vực và tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ở Trường Sa. Bắc Kinh sẽ đồng ý về một bộ quy tắc ứng xử hoạt động trên Biển Đông, mặc dù quy tắc đó sẽ không mạnh mẽ hoặc có tính ràng buộc như nhiều người mong muốn, còn đối với Mỹ thì Mỹ sẽ giảm hoặc chấm dứt hoàn toàn hoạt động tự do lưu thông hàng hải, khiêu khích hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát những điều nói trên sẽ tạo ra một không gian ngoại giao cần thiết để giải quyết các vấn đề chiến lược hơn. Mỹ và Trung Quốc dần dần sẽ đàm phán bộ quy tắc tự nhiên chia sẻ quyền lực trong khu vực và dựa theo mô hình chia sẻ quyền lực thành công giữa Philippines và Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh chia rẽ nguồn tài nguyên Biển Đông và quản lý nguồn tài nguyên này với đối thủ tranh chấp. Mặc dù sẽ không cố chuyển tất cả điều mái tốt đẹp, nhưng các bước tiến nhỏ theo hướng tốt sẽ có thể ổn định tình hình. Chính quyền Đài Loan sẽ từng bước đứng trên những cơ hội và cả thách thức liên quan đến kiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN trên Biển Đông. Chính quyền, chính quyền Mỹ thời John Biden có thể mang lại những thay đổi này hay không? Theo chuyên gia cố vấn Max Vellan, các mục tiêu của Hoa Kỳ trong khu vực là duy trì trật tử quốc tế sẽ không làm thay đổi, nhưng Washington có thể thay đổi cách tiếp cận nhất đối với các quốc gia Đông Nam Á đang bị ảnh hưởng nhiều nhất trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung. Hầu hết các quốc gia này đều ngấm mù hệ thống chính trị xã hội và kinh tế Hoa Kỳ muốn trở thành bản hữu với Washington thế nhưng họ rất cảnh giác vì sợ bị Washington sử dụng như là một con tốt trong ván bài lớn với Trung Quốc và muốn Mỹ tôn trọng lợi ích của họ, cho dù có thể hợp với tư tưởng tự do của Mỹ hơn. Nhưng vì những lý do kinh tế và địa chính trị dài hạn, nếu các nước này đối đầu với Trung Quốc thì cũng chỉ nên làm biến cướng, cái giá khi có sự hậu thuẫn lớn của Mỹ. Thay vì lựa chọn Trung Quốc hoặc Mỹ, các quốc gia Đông Nam Á muốn cân bằng sẽ ảnh hưởng lợi ích từ cả hai. Họ không muốn đánh mất vai trò trung tâm trong việc quản lý an ninh khu vực và sự cả chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tự do cởi mở của Mỹ cùng nhóm một tứ trong Trung Quốc mới hình thành hoặc sẽ làm suy yếu vai trò của họ. Trong một kịch bản tố trên dưới thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ sẽ tạm Mỹ sẽ tạm ngừng làm dùng và thổi ép các quốc gia Đông Nam Á lựa chọn giữa Washington và Bắc Kinh. Ông John Biden sẽ sớm gặp các nhà lãnh đạo Asia thì dưới thể diện cho họ lắng nghe và phản ứng tích cực tập trung trở lại các chính sách hỗ trợ Hoa Kỳ về vấn đề phát triển và thương mại nhưng không đưa ra các ràng buộc Điều này thể hiện sự tôn trọng vốn rất nhiều dưới thời Tổng thống Donald Trump. Thêm vào đó, Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc để làm giảm căng thẳng trong khu vực cũng như trên Biển Đông. Điều này có nghĩa là Washington sẽ giảm tần suất hoạt động tự do lưu thông hàng hải và hoạt động tình báo giám sát, trinh sát trong vùng biển và dưới biển gần bờ của Trung Quốc được gia tăng dưới thời ông Trump. Còn Trung Quốc sẽ giảm bớt những hoạt động phát ngôn và hành động chống lại các bên có tranh chấp với Bắc Kinh. Điều đó củng cố thêm niềm tin của các nước ASEAN vào việc Mỹ là điều tốt hơn theo cách đúng đắn như đó Trung Quốc và Mỹ và khu vực Đông Nam Á sẽ cùng tiến lên Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe tin tức thời sự của Quốc Channel hãy bấm like và đăng ký kênh để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi chúng tôi xin chân thành cảm ơn